Hello anh em, mình là Việt Anh đến từ Âu Gia Huy. Nếu như anh em đang muốn tìm một mẫu xe đáp ứng 3 tiêu chí rẻ, đẹp, bền, vậy thì Lexus GS350 sản xuất 2008 không mà làm anh em thất vọng đâu. Em cùng mình tìm hiểu xem nhá. Nhìn chung về mặt ngoại thất thì 2008 như này đối với mình là rất là mới rồi. Còn về mặt thiết kế mình đánh giá khá là cao. Mặt logo đặc trưng của Lexus này, đèn ban ngày, đèn trước thì sử dụng đèn bi xenon của rất cổ điển. Giờ đây có hốc gió. Kế bên chúng ta sẽ có mâm 7 chấu sơn màu ghi và kèm theo bộ lốp đã thay mới hoàn toàn. Em cùng mình vào nội thất nhé. Ok, và bước vào kho nội thất em chỉ thấy một nước da kem cực kỳ đẹp và sang. Đây hai màu luôn, sáng và tối. Ở vị trí cửa này chúng ta sẽ có cửa ốp gỗ này. Đây các chi tiết ốp gỗ tiếp này. Ba vị trí nhờ ghế này, ghế chỉnh điện đa hướng, hai vị ghế trí ghế đầu. Đèn nổ start top, vô lăng bọc da ốp gỗ ba chấu chỉnh điện. Ôi giời ơi, quá nhiều chức năng. Màn thì đã lên màn cảm ứng cỡ lớn bổ dọc. Nước hoa này. Gương này chống chói chủ động này. Trên này chúng ta sẽ có cửa nóc cỡ lớn. Nói chung là chiếc xe này không thiếu một cái gì mà mới tầm giá cực kỳ ok. Loa thì đã có loa mát luôn. Em cùng mình xem hàng ghế sau có điểm gì để xem nó đáng tiền như thế nào nhé. Ok, và đến hàng ghế sau. Vừa vào thì đáng tiền rồi. Bởi vì sao? Vị trí ngồi cực kỳ thoáng đãng và rộng rãi rồi. Da ghế thì căng bóng cực kỳ sướng luôn. 2008 mà da jean mà vẫn còn mới như này là cực kỳ phải để tâm này. Vị trí để tí tay êm căng. Vị trí để cốc thò thụt. Điều hòa thì chỉ có hai vùng thôi anh em ạ. Còn mọi thứ thì trải nghiệm hàng ghế sau như này là quá ổn rồi, đối tầm giá. Còn đây, xe sẽ có vị trí để gốp. Không để gốp luôn. Em đã đoán được giá hóa nhiêu chưa? Thôi ra hàng ghế ra cốp xem thế nào đã. Nếu phần đuôi xe em thể thấy là vẫn là đèn full led thôi. Cốp thì cốp mở tay. Cốp khá rộng đấy. Đây camera này mình cho xem cốp này. Vô đối luôn. Cái này đi. Cực kỳ nét. Nội thất quá mới rồi. Đó, và anh em đoán mức giá nhá. Để mình bật mí cho anh em luôn. Loanh quanh 500 luôn. Và cuối cùng đó là cái phần báo giá nhá. Anh em thể thấy một chiếc xe sản xuất 2008 audio đi hơn 7 vạn. Và một cái giá cực êm. Đó là 565 triệu. Em đã sở hữu một chiếc xe nhà Lexus mang đủ mọi option luôn. Đó, anh em quan tâm có thể qua ngay địa chỉ ở Âu Gia Huy, số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.